Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng nay mấy anh em đi tiếp tục đi thăm lú nha các bạn. Cũng rồi, mưa 2 ngày rồi, chắc cá chạy cũng dữ rồi. Hôm nay đi cùng với anh Nghiệp luôn, chồng anh Nghiệp với tài xế. Đi anh Nghiệp ơi. Anh em đây đi thăm lú buổi sáng nha. Hôm nay mưa gió nhưng mà đi thăm lú. Không đỡ. Anh em đi nha. Quá trời ngập luôn rồi. Có mấy cái hôm bữa hổm mình lụm mấy cái chai mình nhét vô các bạn. Thì nó còn ấy. Trời ơi. Ui, cái lóc đâu? Ui, cái gì? Hai bắt con. Rồi. Mưa bão 2 ngày chạy quá chạy hả? Chạy quá chạy. Cái chốt nhóc kìa. Có cái bị ngập các bạn. Cái chốt mà. Có cái nào mình treo chai thì nó đỡ. Ui, nhóc kìa. Rồi chết luôn. Mới mưa hai ngày hả? Hai ngày, cái chai vàng luôn nè. Nó đổ một cái nhiều cá rồi các bạn. Con chai vàng, con chai trắng. Hai cái chai luôn. Hai cái chai. Rồi, cá mồi đặt vào bắt tiếp tục. Bắt cua bỏ vô thùng đi ha. Rồi, cua bỏ nó bò đại dưới kia đi. Bắt sao cái chốt nạm mới ngon nè. Ừ, bao bỏ vô đi, bao bỏ vô đi, cứ bỏ vô đi. Thấy chưa mà? Cái gì vàng ngon quá. Cái chốt trâu nhiều nè, 4-5 con chốt trâu. Rồi có mồi đặt lên. Vợ là vừa mồi đặt lần luôn đó. Ừ. Đây là thông. Anh vợ hết bên đây đi, vợ hết bên đây đi rồi quay lại. Vợ bên trước đi rồi mình vòng ra lại. Nước lên. Nước lên mênh mông luôn. Có mấy cái mình có chai. Trời ơi, cái kia có chai mà nó bị ngập luôn kìa. Ngập luôn. Có chai nó cũng bị lật cái cây đó nó ngập luôn. Cái này, rồi. Cái này còn lú lên được chút. Cái này lú lên thì còn thở. Có đầu kia là đi rồi. Có chết luôn. Chết luôn. Kia trắng nó chết không? Chết. Dạ. Cái lục kiến. Ơ còn sống mà nó lú lên tới trên nó thở mà. Ông cao làm thấy chỗ nào có cái giá chính đó hả? Dạ dạ. Đem đây nhóc ở trên này. Hứa anh ơi. Giá chính là mình tắt vô mẻ ăn đụng. À còn sống ngứa anh ơi. Sống không được sống anh ấy vô tay ngứa. Chín á. Dạ chín mới được. Nấu chín á. Mình nấu chín mới được. Chứ còn nó nói như vậy là mình đụng vô nó ngứa. Nấu chín mới được. Rồi, thêm cái nữa. Cái này không có ngập nè. Có cá bự cá chê, cá chê. Có không? Cua nhóc chê. Cái này thế nào? Cái này cá chê nhiều nha. Có lái lên tôi. Cua nhóc chê. Ờ không có. Thì cái này mới có y tá à, chưa bác sĩ đâu. Rồi cái chai vô, bỏ chai vô.
có lần đi trải nghiệm bên biển cá ngát hung sát một cái lần tuần lễ sướng quá khỏi đi làm luôn. Đó mấy cái nhấp bây giờ. Mấy cái là đủ đặc lập hết rồi. Đủ rồi đó. Này dư cá bữa nay mình chơi hết vàng lọt luôn nè. Hết vàng lọt là đi chợ bán hết luôn á. Cái này bị lút rồi. Này không có cái chai, mà có cái chai nó cao quá, nó cũng nổi là không nổi. Ui, cua cái nào cũng muốn cua. Con lắp chuẩn ngủ. Đem còn cá lóc mà nãy giờ chưa có cá lóc rồi nha. Từ từ. Rồi, thêm cái lúc nữa. Nước nó lên kiểu này chai bọng gì cũng chịu không nổi chứ. Thôi. Ê, có chốt mình giờ không đưa được mấy kho ha. Cái chết rồi kho nói gì nữa. Dư sức kho cái chốt rồi. Mày vinh luôn vô tới đây luôn. Cái mì dinh vô tới đây rồi nha anh Tư. Mưa chỗ này là mì dinh ngon á. Còn không? Còn lú lên không? Cái này còn lú lên. Đó. Cái gô bị rồi, con cá gô đã quá à. Dạ, cái luôn luôn. Không nên mà thăm là phải có cá gô chứ. Cái như mình giờ là cái gô thôi. Gô mời mới chịu nha. Cho nên hôm qua nó nói cá độ với anh đi, cá lóc anh đi, lắc cầu. Chứ cá rô là anh chịu rồi. Ô, con cá này nó sống lại rồi nè, phải không đi? Rồi, cái đó cá sống hả? Cá kia. Cái đó cá sống. Rồi, bốn tay của mình vậy mà mình làm thì khoảng... Còn nổi không? Từ từ, cá lóc từ từ chứ. Phải có lắm rồi. Phải có là cặp mới được. Phải có là phải cặp. Ừ. Có là phải cặp. Rồi, rồi lâu kiến. Cái chê nhỏ. Giờ nghĩ ra thôi tụi chàng ông đâu ơi. Mấy cái cua quá. Anh nói cái cua này con cái mà. Ô, cua này. Hả? Hả? Anh đã cua quá rồi. Dạ. Quá trời con. Dạ. Rồi cái này còn hỏng. Lửa lục bình ra luôn anh Tư ơi. Nó còn hỏng mà. Rồi. Có hàng khủng, có hàng khủng. Con cá lóc cũng cỡ 100g à. Đó. Rồi cá lóc. Cá lóc 200g luôn. Cá vàng 200g có à. Cá lóc đã. Đã nói mà, từ từ cái lóc. Chê cá lóc. Cá lóc bỏ vô trong này trước đi. Từ từ, đừng ngủ gấp. Từ từ, giá nó cũng như. Nhớ không?
Vậy cái hầm mình mà mình đặt lúa kiểu này hoài, cái hầm mình mai mốt tác lên toàn là cá chê không quá. Toàn thằng này. Dạ. Ủa, còn hổng hả? Còn hổng, đầu này còn hổng. Mấy chai lụm mấy chai bỏ vô. Ở đầu kia sao bút, bụt hơi thấp rồi. Cái lúa có cái thì mình buộc hai đầu, cái chỗ nào có cây thì mình buộc hai đầu nha mà. Đầu trong đầu ngoài, chỗ nào không có thì mình nhấn xuống sình một đầu. Ui. Được không? Cá lóc. Đó, cá lóc luôn kìa. Đã nói rồi. Đây chỗ này bơm nước ra nè. Để bắt cặp nó chịu con nó chịu luôn. Nó rô lọt lúc sau. Nó chưa vô. Chào lóc. Lóc. Anh hai là chào bắt cá lóc trở lại rồi. Ừ. Ô đang đổi giới tính liên tục luôn ta. Ba hồi bắt cá rô, ba hồi bắt cá lóc mà. Lúc luôn hả? Nè lúc lú luôn rồi. Buộc xích lên trên mới được. Chết, chua không à? Mấy cá. Có cá gì vậy? Mua nóc kìa, chua nhiều. Có cái chốc ra nữa đi. Dạ. Cái này tới chua luôn, hai bậc cứ chua. Cái này còn hỏng trên. Vui. Đó, gì á? Cá lóc nữa kìa. Cá lóc. Không? Cá lóc không? Cá lóc. Thấy cá lóc cái luôn. Cái thấy cái bự á. Cá lóc bự, cá lóc nhìn rõ quá trời ha. Cá lóc nhìn như ra. Người cá lóc. Cá lóc. Rương. Phía trong là cá lóc, cá lóc luôn. Thấy nó bự quá. À, mới không nửa lú như đây cá đây không ạ? Vừa bị lắm luôn. Mưa gió cái là chạy ghê hồn. Cua tới cua luôn. Cua con bành bành không? Ký mấy cua đó. Có 2 ký. Còn ngoài có cái nĩa nữa kìa. Mưa gió mấy anh em cũng không có đi làm gì được các bạn ơi. Nước lúc trên ruộng hết trơn luôn. Hôm rày là tính là vô cái mùa cắt lúa là bắt chuột đó. Dưới cù bắt chuột mưa hôm rày lúa cũng không cắt được sập hết trơn luôn. Mưa suốt ngày anh em ở nhà không à. Giờ chỉ có đi đổ lú thôi. Có cái môn này là trời mưa, môn này là trúng à. À mấy môn kia thua hết rồi. Ui. Đó. Thua. Cái gầm. Lúc hả?
Bụt cao cỡ đó mà mưa quá mưa mà cái hầm mình nó còn ngập nữa. Rồi cái dê ngủ, cái rô ngủ. Nè tối nè. Nói tối hả? Hôm qua cũng mưa mà đâu có lớn đâu. Tối này mưa mới lớn. Tiếng hôm này quá trời. Thủng thủng là đúng bài của anh Tư với anh Đan rồi. Mê lắm hả? Mê lắm. Chuột mê cũng năng. Cái này chục con nấu canh là đủ rồi. Cái này còn cao. Chụp kìa. Thôi. Thôi. Rồi, lau kiến. Kiến với cua. Này vô nó không chảy mạnh nha. Này cống luôn. Cái này lúc hết hai đầu luôn rồi. Nhớ cái này có cái chai mà ta. Đó đó. Nhìn đây cái bùa. Đó trời, cái này cua chạy nhóc hết trơn trời. Cái này đâu gần nữa cái cua. Cua ra chợ bán cho mấy người nấu bún riêu. Cua cái chìa trắng. Cua dạ cua mắc hơn cá mà anh. À chắc mày thành cua luôn quá. Rồi cái này nhờ còn cái chai. Ui, nó chạy dài dài. Đó. Đó. Cái chi vàng. Lúc luôn. Vàng, vàng lai. Nhờ có cái chai chim vô cái này nó dùng. Này nó dùng nè. Chích dùng cái là ai da hả? Ai da. Da đâu, da tới xương luôn, cái da gì? Cái này có cua mà đâu hết. Cái này hai con. Rồi, cái này bữa nay hai khoang cá. Rô nè, thấy mấy cái rô, cái chê này nữa. Chốt cái chốt. Không buộc cái lóc ngủ thôi, lấy cái chai về, kiếm cái chai về bỏ vô buộc dùng dùng là nó nổi lên à. Con cá lóc vừa ngủ rồi mà buộc nó điên thôi, kiếm cái chai về ấy về bỏ vô.
ngủ một cơm. Cái cua nhúc nhích rồi hả? Cua nó chen nhau, nó chui lên nó thở hả? Đói cua luôn rồi. Đó, cái này chừng có cá bự á. Cái này hư cái này khủng. Ôi. Cái cá bự đâu à? Cái chốt kìa. Cái chốt cái chê em nổi vô. Cái chê chà bá luôn rồi, chắn thành kilo đầy luôn rồi. Này ngay cái cống người ta bơm nước ra mà. Cái ký luôn á. Cái ký cái chốt luôn á. Trời ơi nhiều quá kìa. Rồi thằng này. Cái chê nhấp luôn. Cái chê cái chốt luôn à. Nó tới tay luôn nữa bạn. Nhỏ lên đây. Rồi bên này. Ô. No luôn rồi cái chốt. Cái cua mạnh mạnh không kìa. Ừ. Tới luôn rồi 5-6 cái chê. Rồi cái này còn 2kg cá mà. 2kg không hết. Nè cái chê ra đây. Ra ra đó. Ra đây. Tới cá. Bò lúa cũ. Heo luôn. Cá chốt một đống. Có chút trâu nữa, cả này có chút trâu nữa. Ừ, có là gai. Hết cái mắt cua luôn. Y tá bác sĩ nhiều quá, không dám thọc vô mắt cua luôn. Đó là gì? Đó là ngày chăn bệnh viện lớn rồi đó. Dạ là chú Tư ơi. Vừa có bác sĩ, vừa có y tá. Vừa bác sĩ, vừa y tá nhóc. Chốt mà cách chốt có về chiếc đá bác sĩ đá còn ghê à. Hồi nào chụp vô rồi phải đi cua là tao nắp luôn. Cái bọng nó lúc nào cá nhiều sợ rồi này cua nha. Bật 4kg cua có 4kg cua chơi. Có con cá dồ nữa. Con. Nó mới cày lên. Con cá dồ. Cái dồ được nó đây nè. Cái gì thả không? Tới cua luôn sư phụ ơi. Cua một thùng cua luôn rồi nè các bạn. Nhét hết vô luôn rồi. Chút được có quả đây lại cái. Vậy đi cho nó bò xuống này. Cá nằm dưới rồi. Cá nằm dưới đít rồi. Cho nó vô từ từ. Nó để ngoài nó bò dùm nó đã luôn. Bò ra rồi. Cái này lúc rồi. À chưa. Lúc. À còn chưa nè. Còn chưa. Gần quá. Cái này cái kia gần sát bên. Thôi. Gung vợ lên thấy nặng quá nặng hả? Nặng quá đấy, chì xuống nữa là vô rồi. Ai ngờ lâu kiến không luôn. À thế rồi. Một bị luôn. Mấy cái kia một bị thì qua đây có phải một bị chứ. Trời ơi trời. Đặc sản luôn, bành bành không. Đặc sản Kiên Giang á.
hết liền. Này luộc xả, hầm xả là ngon luôn. Ấy giờ nó cạp. Dính rồi. Dính rồi hả? Dính rồi. Nó kêu có chừng kẹp rồi á. Có chừng kẹp rồi, để cho dính rồi. Dính rồi. Có ghế kẹp rồi nha. Rồi, còn cái này nữa hết rồi phải không? Cái này bữa hổm mà ngồi mấy con cá lóc nè. Sao bữa nay tệ quá, bữa nay cá lóc ít quá hả? Mới có cũng 3 con rồi. Rồi. Không, cái này bữa hổm mấy con cá lóc luôn nè. Cái này con bữa hổm 3 con. Lên cặt coi. Lên. Nó rõ ràng. Vàng. Cái gô chà bá nữa nè. Ui. Ngon, vàng, ngon. Đó, lóc qua đây, con lóc qua đây. Cái lóc nhỏ. Cái vàng này, cái vàng lai. Lai chứ. 3 con cá lóc rồi đó. 4 con rồi. Bỏ ra nó ngoài. Bỏ ra đó, cua nó kẹt tanh luôn. Rồi đầu bên đây lúc. Rồi bắt lớn thôi, nhỏ nhỏ thả lại đi, 11 bắt nữa. Dở phóng rồi chứ không có gì. Ô, cắt một lỗ chà bá rồi. Chuột cắn. Chuột cắn ở trên đầu á. Cá nó bò lên á. Chuột nó ra nó cắn. Trời, em còn gì đâu, để còn con nó vô rồi. Còn cái lăng. Cái lăng kìa. Buộc sắt vô trong lại vậy không. Rồi, cái này tới cuối rồi các bạn ơi. Bên này quá trời cua luôn rồi. Ba. Hai ba công cá luôn. Hai ba đủ loại. Ba con kia chè chè. Cua quá cua rồi. Ba con kia chè. Rồi, giờ mấy anh em bây giờ nhé các bạn. Rồi, thành quả hôm nay đi thăm lú các bạn. Cua cỡ này nè. Rồi, sao cua hết hồn luôn. Đang đeo bắt cái bóng nữa. Dạ. Mấy ký cua các bạn ơi. Bao cũng ký cua rồi. Đây cá. Quá cá rồi. Đây còn nữa nha các bạn. Cá lóc, cá dê. Mấy con cá chết là mình để đặt lọc bếp nha các bạn. Con cua nhỏ. Thôi, có con cá trước này đưa lúc dưới nữa, không đang bắt lên.
cái con sống bự vô giục anh đó nè. Lần đầu tiên đổ lú cua nhiều đến vậy luôn. Còn hơn là đi đặt lọc cua nữa. Đây, còn đây nữa. Dậy nha, dần dừa dò cái đèn nha. Đây là cái chỗ mà nó ở dưới chỗ mà gặp. Để nó ốc của mau thôi. Cái rô bỏ này. Đó dầu. Cái nào cũng sâu sâu hết nè. Quá trời cá. Nó thoải mái luôn. Ra bỏ bên đây có bóng thôi, hơi thả luôn đó. Rồi xong. Giờ này nè, còn có bóng nữa nha, có bóng còn nhiều lắm á, hồi nãy thấy nhiều lắm á. Rồi cái đó đổ lại cái xô kia đi. Thôi lựa cái rô của ta. Bỏ đi bỏ rô. Đây là gì đó. Đó, cái rô này. Cái bự nữa nè. Quá trời cua rồi. Rồi, xong. Đây là cá sống nha các bạn. Ok, ok, cá lóc sống. Đây, cá chết. Cái này là cá rô. Mới 2 đêm 20 cái lú chạy nhiều đây là quá ok nha mà. Lâu lâu mới có bảo lại chứ đâu có hoài. Bảo lại chết rồi. Thì có tháng nước rồi, tháng nước là đặt ngày nào cũng thăm cái chân và nhiều hơn này nhiều. Cá rô nhiều lắm. Đây mấy anh em lựa ra mớ cá này để dành đặt lợp ếch nha các bạn. Đây cá lau kiến bỏ vô cho nó quậy luôn. Nhiều đó, bữa nay đặt hết lợp luôn rồi. Lau kiến này lớn này để ăn được. Còn bên đây là cua. Cua này hơi mình lấy cho anh Nghiệp mớ cua nha các bạn. Bây giờ hai mớ lâu đài cho anh về nấu canh. Mấy em cá chết. Ở đây chia trắng lóc. Con mới chia lai mình thả hầm hết rồi các bạn ơi. Rồi chia trắng con nào nhỏ nhỏ ốm ốm mình thả hầm luôn. Cá rô mình bỏ trong đó. Nói chung hôm nay là thành quả mấy anh em đi thăm lú là quá ok nha các bạn. Chút nữa anh vợ chồng anh Nghiệp về luôn các bạn ơi. Hơi mình gửi hết cua. Đây thì chỉ có đặt lợp vậy, thăm lú vậy, chỉ có cua với cá thê, cá rô. Cá rô tháng này cũng hơi ốm nha các bạn. Nói chung là bữa nay là vậy là quá ok rồi.
tất video đi thăm lú của mấy anh em đến đây chắc cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cái này mưa bão là lú nó chạy dữ lắm à.